12 sáng 13 phường. Không có. Chắc mẹ cầm rồi. Nãy đi vào nhà vệ sinh có cầm vào không? Không đúng không? Ờ, thôi đi. À đây em tờ này có cái tờ gì bản đồ không? Bản đồ trong kia có, đi. Đi ra đi. Đi vèo ra luôn. Đấy có sao được. Mẹ đi trong này. Mẹ đi trong cái 7-Eleven kìa. Cái gì đấy? Ôi dồi ôi. Cái vợt này. Cháy. Cái vợt này. À vào đây rồi, đi bắt đi. Đi bắt đi. Mẹ đâu lâu thế nhỉ? Thỏa này. Túi này. Túi đựng này. Ai xin rồi. Mẹ ơi, không có đồ gì nữa. Mũ này. Mũ bao tiền này? 4 sen. Tiền mũ hả? Un bèo. Không có gì mấy nhỉ? Croquet. Đây, cái này được không? Nhiều cái nhỏ này á. Ờ. Mua ít nước đi. Nước đây. Nước. Con chai này được. Còn đâu lên trên kia mua. Nước trắng cần không? Cần mua nước trắng không? Thế rồi, nặng quá. Mình sẽ chuẩn. Có mua kem không? Kem. Có mua không? Thôi đi. Bây giờ chưa nóng rồi, anh nghĩ chưa cần nước kem đâu, thôi đi. Có mua hộp thêm hộp này, mua này. Bán hay ăn. Tiên này gửi leo núi này còn này, 6 sen này. Tôi đem mẹ trả tiền đi. Đèn này. Cái này là cái gì? Gậy leo núi. Đây. Mua một cái. Từ từ á. Thôi mình cũng cần. Để gần leo núi này. Rồi túi du lịch này. Túi du lịch này. Móc này. Ừ móc treo này. Các cái đồ này đi du lịch này. Móc treo ấy. Ừ cái này á. Gậy này bán đây đắt quá. 6 sen gậy này không cần. Mình đi cái gần gì gậy đâu. Cái này đeo để đuổi ấy đấy. Đuổi gì? Là thú dữ đuổi. Cái này bao tiền? Mua một cái đi. Kêu to nhỉ. Cái này không cần. Made in Korea. Cần. Nó có con gì đâu mà đuổi. Mình người ta đi vào rừng sâu mới đuổi. Để đuổi là khi mà đeo cái này là không con gì nó đi chạm mình. Không có giá ghi giá đây nhỉ? Ở có ghi giá đây đây. Một sen. Không, một sen tám, hai sen. Ừ, hai sen liền đấy.
Đặt chưa? Mũ, món bèo. Mũ này nữa, mũ này bao tiền đấy? Hổ không sợ đấy. Ừ, 3 xin 9, 4 xin. Hổ không sợ à? Ồ, ừ, hổ không sợ, nó chạy mất. Nó gấu không sợ à? Ừ. Thôi đi lấy xe đi, chờ mẹ ra đi. Ừ, nó kêu bánh bánh teng, nó đây bị đau tai ấy. Ừ. Sợ thấy nó sợ. Ừ. Bị đau tai ấy. Nó sợ, trông vòi nước người ta này. Đấy, trông nước kìa. Vòi nước kìa, đẹp chưa? Đẹp gì đâu. Đẹp mà. Đá mà đẹp. Ừ. Đây, cửa ta vào đây. Mẹ lên đây. Ta bắt đầu đi đường này lên này. Đây là đường đi này. Bắt cái áo này. Đừng có xem cái áo ấy. Áo này bao tiền? Tám sen. Bán ta bán. Đi, vào đẩy chứ. Mẹ bỏ luôn vào đây cho nó đỡ trôi. Hay Thỏ ngồi đấy, Thỏ chắc ngươi ngồi đâu nhỉ? Anh gần về còn đắm chưa? Tí nữa đi bộ, đi bộ, đi theo núi, ai không không ai ngồi đi cả. Nó thả đấy, thả nó đây. Đồ ăn treo đây hả? Thôi đi. Gỗ, cực kê ở đây. Máy quay xịn chưa? Máy xịn nha. Tin cầm. Là tin cầm. Nhà hàng Ý này. Có người xuống là tin nước tôi vậy. Mẹ. Tự vụ luôn. Đấy xuống được mà. Không chơi được. Sửa lại chỗ này làm cho chỗ này rộng hẳn nhỉ? Năm 99 museum. Bàn chải, chải dây. Ừ, ai leo núi đây đây thì sạch sẽ. Tin vật nó đi. Vật, vật không bướm hay ôi. Đâu? Đấy. Ừ. Hay mất rồi. Ý. Ừ. Đâu? Đúng không? Bản đồ trên núi mà. Đấy, cầm đâu? Trên kia mà chuẩn. Rồi nãy mình ở ngang này này. Ừ. Còn đây không nhìn thấy đâu. Đi lòng vòng kiểu gì. Mẹ đấy con. Ừ, mẹ đấy. Gì đây? Nhìn thấy gì đây không? Cá. Đây là cá nhỉ. Suối này chơi được mà. Nước chảy sạch nhỉ. Dạ láng rồi. Suối thì dạ láng hết rồi. Còn láng bê tông này. Chỉ nước chảy qua thôi. Làm này không xói mòn nhỉ. Thì không phá vào một cái nhà này được. Trong vườn trồng cây ấy này. Cả giấy dê cả. Cái cà tím này. Nước này sạch mà. Nước này chơi được mà. Anh mê xem ở nhà đây có đắt không? Thôi đi. Đấy, trong ông trường có hai cái gậy nhìn kìa. Gậy nhọc. Ăn chân người đi, không chờ đâu. Đi. 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 Đi
Bắt đi rồi đi sau sau này làm sao đâu. À đánh chân búa rồi nhá. À, dạo này hư đốn thật đấy. Thôi tối nay cho ở đây thôi, cho ở khách sạn mình. Thuê cho khách sạn cho ở đây. Hả? Đây người ta gọi là sông. Người ta gọi là suối thôi. Cái này mà có cái ngồi là cho ngồi trên này nó trượt chạy thế này. Ừ, chạy. À. Vập vập. Green Green Sky Machine. Hả? Kem kem. Kem hả? Ừ. Ờ? Đi đi đi, có gì đâu. Đừng đi về phía đấy nữa, đi này thôi. Cái bản đồ này là bản đồ là của cái chỗ này. Thì chẳng là thua giữ thì leo thì leo thì tối 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 không đến đỉnh quá. Leo từ tối không đến đỉnh quá nhỉ. Đi vào đây xem bản đồ đó này. Tàu chạy rồi đấy. Bản đồ đây. You are here, đang ở đây. Nhiều người chỉ tay vào đây quá, mòn luôn rồi. Đang ở đây. Có một cái đường lên đỉnh, đây là đỉnh tận đây. Thì sẽ đi theo cái tuyến đỏ. Cái tuyến đỏ ở đây. Cái tuyến đỏ đi bên này. Đi như này, đi như cái xanh xanh luôn à. Sao xanh đỏ giống nhau thế nhỉ? Thế không phải à? Ghi số. You are here. Ờ, you are here, nhiều người chỉ tay quá nhé không kìa. Đấy, các chỗ chỉ đây. Chỉ nó bị chảy ra. Cắt cắt treo ở đây, nếu mà đi clip là phát đến đây luôn. À, còn không đi clip là sẽ phải đi đường bên này này, vòng 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 đây, lên đây. Không là đi lên đây. Trước mình đi cái đây đây chơi lên bình thường. Đi cái eco lift tổ là ngồi ngồi lên cái ghế. Đấy, hôm trước. À, hôm nọ mình đi là đi cái này lên đây, lên tận đây, đi thẳng này lên đây. Clip thì không mang được xe đẩy đi à? Cầm sao được, cầm gì được, ai cho cầm ngồi kiểu đấy nhỉ? Do not touch. Yes. Có lần gãy rồi, đây này. Có cái tay nhà, có cái con kia kìa. Đấy, đây nha. Là con đấy á. Là con này là con sóc đấy. Con sóc này, sóc bay này. Ở dưới ra bản đồ này nhìn ra rõ. Ra đi ngồi cũng được sao? Bùi chuối lá gì ạ? Ừ, ông kia ông ngồi ông hút. Ông ra mà ông hút ở đâu á? Ông hút lá đâu? Hút lá đâu á? Đây này. Ông ở đâu mà hút túi lá đâu? Ông chị tao hút xong rồi. Đây tí đứng đây muốn chụp chỗ ảnh mà đâu. À sorry. Ok, hai cơ. Nào. Nào, 1 2 3. Ok.
Mình đang ở chỗ chữ đỏ đỏ ba chữ đấy. Đây này. Con biết rồi. Mình đang ở đây. Mình phải đi cái tàu kia. Con đứng đây nhìn không nhìn rõ đâu, con đứng ở đây mình nhìn mới rõ. Đi. Mình phải đi cái tàu kia. Đây cáp treo tàu lên chỗ kia. Kia thì bộ lòng vòng vòng lên. Mang kia. Còn nếu mà đi bộ thì đi đường cái đỏ đỏ cái mày kìa. Vòng vòng bên này. Mình chắc vẫn đi đấy, vẫn đi bình thường, vẫn đi được. Để bước đẩy cho. Đi bộ cũng được. Đường này đi. Không biết thì đi thôi. Đó đây bên này, đường đó có một đường vẫn là mà là vẫn đi này. Để mũ đi. Ăn gì đã chứ? Ăn sức cũng đi chứ. Đi lên đi. Đi đi. Đi lên. はい、すいません。あ、どうも、あ、どうも、はい。チン、チン。 Có cái vợt cầm rơi không biết. Thế chị Lị. Mày có kia cô nhìn thấy. Đúng lúc cô nhìn thấy cô bảo cho. Tôi đưa đây, chén vừa thế chị đi không bắt con gì cái chén này này nhỉ. Gì mà này, cái gì mà. Cái gì mà rào cái đấy. Cái này bí đoạn kia rồi đấy. Lấy hình nhau cái thì được. Đưa đồ ăn đây. Tay cầm đồ ăn này làm sao mà bắt được nó. Đưa bố cầm. Dạ bố. Quan xong cái này bố đưa cho quay. Quan xong rồi đấy con cầm cái túi rác nhá. Bên cạnh đấy. Không đi được. Được. Cố lên. Anh được. Cố. Ừ. Đấy, được đấy đi. À, cố đâu. Đi bước cố gắng. Mình qua cái bữa tuyệt vời rồi, đi thôi. Đi ông nghe. Nhớ ấy không? Thì mang đồ quần áo lạnh nhớ. Lao bào. Ai bảo đi không đi cáp treo, đi bộ thì đi giỏi vào nhá. Tí đừng có mà trèo lên xe nhá. Ok. Đường ấy đi cáp treo lên đấy thì cho nó ấy đi. Con thử đường xe đấy đi. Cho nó có nhọc không? Không lên đỉnh thôi, lên cáp treo đi về. Úi giời. Ông bày rác thế nhỉ. Lợn đâu kêu ý ý nhỉ. Đi rừng ngày xưa đi rừng tầm đi chui có cái này mực nữa. Ăn từ thôi.
Không ăn hết tí thì có mắn. Nào. Nghiền nghiện. Ờ. Giờ xem. Giờ xem. Không phải. Giống rồi. Nó rồi nhá. Kính nó đối diện nhau. Ừ. Đây, xe không ở trong trong một cái lá nó này bạn tránh nhau. Cũng là nó ấy. Đó, mực anh giặc dối lắm. Con mực không con? Dạ. Yeah. Em miếng. Em miếng mực. Một nhớ. Một xe đôi. Con ăn nhiều rồi. Xe đôi rồi. Này. Thôi em bây giờ mới cắn. Đẹp nhỉ? Đâu như thế con ngậm. Ngậm như con mút thì con mút. Lạt nữa dốc ngược luôn. Tin là những cái cây thân to này nó nhiều rêu chưa? Rêu mọc đấy, cả cái ấy cái bờ tàu này. Con gì ạ? Đây con, nếu con muốn bắt con muốn bắt rắn thì con cứ đi xuống dãy rãnh này này. Hả? Xuống bắt rắn thì vào cái rãnh này ở đây. Rắn vào cái dãy đấy. Đi xuống cái mương chỗ cái này, nước này này. Lật đá lên. Bắt cua. Bắt cua rắn đấy. Rắn đầy trong rừng này đầy rắn. Rậm này mà không rắn mày lạ. Quả chỗ này nó không bỏ ra. Không đi à? Em biết không có rắn ấy. Bướm hoặc bướm. Có cái chuồng bán 2 sen. 2 sen làm gì? Đi ở cái vùng núi nó có gấu ấy. Theo người lúc nào nó keng cái tiếng tinh kiểu bọn đấy nghe kiểu nó bị sóng gì vào đầu nó sợ. Nói chung là bọn động vật to nó sợ. Nó sợ những cái tiếng đấy. Nhìn cái cây kinh khủng chưa? Đi đây nhìn cái gốc cây kìa. Chụp bánh. Hoang dã. Cứ mà đứng ở đây. Hoang dã. Ừ, hoang dã chụp bánh luôn. Nếu có cái quen vật. Vật gì đấy? Không gì là vật luôn. Vật kiểu gì nó to gớm được. Thôi gớm, những vật được chứ. Không vật được ra đây cầm gậy để đánh nó nhé. Phải tìm biện pháp cầm đá đém. Không đánh được nó thì phải chạy. Sao mà phải chạy? Đây này. Được lối đâu nhỉ? Ta để hoa đây đấy. À, hóa ra ở đây có tượng Phật. Tượng Phật nhỏ thôi. Rất mờ. Ở nào có hoa, người để hoa, để nước đấy. Để mờ bé đấy, sao mày biết được nhỉ? Tượng Phật gì mà gài có 2-3 găng tay mà để trong dưới đất đấy. Cỏ lấp luôn. Sao cũng được, sao để ngồi thoải mái. Bố để cho con đi ẩn sóc nhé. Mẹ không đẩy được đâu, nặng lắm. Mẹ đẩy. Thỉ thị cho con biết đẩy. Đời không làm được thì sữa chưa làm. Sữa đường đất. Đoạn này còn ướt bẩn bẩn. Nhưng con núi nào vào đây được đâu? Con này chưa bê tông. Dạ. Con núi nào vào đây bắt cua bắt cá? Có. Rồi bắt rắn đâu? Cứ đi là nó thành lối. Trong rừng này không phải có lối. Cứ đi là thành lối. Đi chỗ nào xuống được. Trong rừng này không có lối. Bây giờ nó đổ đâu, nó đổ vào những trận mưa to, nó lớn mới đổ. Lúc đấy chỉ có ai trong này đâu. Ở đây chắc là sẽ ấy chứ được. Ủa, sao còn đi? Nhưng mà nó thích rồi. Ờ. Nhưng mà núi này là thích nhất.
Sợ nước thì nói thế. Cây này có lá gì mà nó bám thành rêu. Đáng thế chứ, nhạc mỏi chân chứ. Quả nhưng chưa mỏi chân. Còn này ta dòng điện lên đấy. Ơ, có không bước. Bước này phải vật chứ cần gì phải nói. Lúc mà nói thế là nó chém mất rồi. Mày khác. Chạy nhanh cho anh đi. Cho con thử ăn nước cua xem. Cua? Cua đâu? Cái này. À, cái này hả? Cái này là cua hả? Mực chứ. Ở chim im ngay chim thì hót. Mẹ ngồi một cái ông nhòm, nhòm con chim. Cái gì bố bảo lên đây? Chim đấy, chim hót đấy. Nó ở đâu đấy? Ở trong bụi nào đấy? Bụi cây nào nhỉ? Cây cao nhỉ? Tí nhìn thấy cây cao chưa? Đấy. Cây to cao nhỉ? Cây cối mà không hiểu nó ăn cái gì mà nó lớn nhanh thế. Dốc lắm chứ không phải rốc lắm. Dốc lắm nên là đừng đi lại lại nữa. Ta đi là đứng yên. Ta đi là đứng yên, đừng quay lại. Dạ. Nhâm nhẫn nào. Cua không? Cua gì đấy? Cua gì đó. Ta chẳng có con gì vậy. Tiên phát hiện một điều kỳ lạ ở cái thân cây không? Một nửa nó có rêu, một nửa không có cả. Dạ. Mấy con nhìn hai cây to trước mặt kìa, cây to đúng á. Đấy. Ừ. Nhá, tại sao nhỉ? Mà điều kỳ lạ là hai bên nó lại là đối diện nhau. Còn một điều là hai bên là núi này, hơi núi là nó tỏa bốc hơi từ hai bên. Đúng không mẹ? Nên cái mặt này nó không có. Mặt trên nhiều hơn. Đúng không? Cây bên này thì bên này. Cái rãnh nước ở giữa này liên quan. Cái rêu xanh này mà. Bỏ hàng động luôn. Ốc cây nhỉ? Ừ. Có. Ừ. Ở trong rừng có trong rừng à? Đó không đi à? Trong nhiều rừng nó là cây hốc cây to người và ở được. Đó không đi à? Ừ. Con thử khóa tay đấy xong con. Thường, thường thường cây hay bị, hốc cây hay bị như thế. Vậy khóa đi. Con khám phá con khóa. Đây cái rãnh này người ta đi bộ xuống sao? Có không. Thường lấy cái bột này mò ra không được. Nếu mà mới. Nếu nó giống thì làm sao? Đúng rồi. Không, đúng rồi. Đi trong rừng tạo phải bên đúng một lệ luật lệ. Đi nó nhẵn hơn, đẩy xe dễ hơn. Để bố đẩy không đấy. Kệ. Bố ơi, có con em mệt. Cho mẹ cho em cái này. Không phải cái này á, mực hết rồi. Cái đấy hết rồi con. Mực hết rồi, chỉ còn cái này thôi. Trong có loại khác không? Loại này, mềm. Mềm này không ăn. Eo. Eo. Loại nào lại không ăn. Eo. Đây. Eo. Eo. Cầm. Hay cầm cả túi. Không. Không cầm mà. Đúng không? Đây. Cái bộ này. Đây, nước này. Cái nước của con đây. Cho cô uống.
Rồi em muốn xong đó. Ủa. Chào mọi người à. Đầy quá. Rừng cây xanh chưa? Đèo này nóng vào người chứ. Pin. Ừ, treo đấy. Không phải cái này pin nó phát nhiệt. Nóng quá. Mình đi 14 phút từ lúc vậy. Ngắm cảnh. Đấy, đi nhập. Câu vậy. Cái đôi dép em ạ. Dép trong ba lô đấy. Có gì không? Vì có nhìn thấy cái nào. Sao chẳng có con gì này. Không nhìn thấy. Sao thế? Nhìn cam đi xa rồi. Hai cái mắt chính là hai cái camera. Bố ơi, bố. Ơi. À, bà bố gì? Ui, mấy con muỗi này, chả như gì. Ngoài con muỗi. Có tượng này tin rồi. Có tượng đấy. Ừ. Chắc là thần rừng đấy. Bố. Ơi. Đi vào đây có mấy con gì thì mình xem. Con này con kiến à? Con kiến với con gì? Con trồn hay con gì đấy? Con cắp này, à? Con này nó ăn cái con ốc kia. Con này nó ăn cái con sâu. Con này nó ăn cái con rắn. Run. Run. Run đó. Ừ. Sao nó ăn con run gì? Ở đây nó... Hunter. Con, Hunter đấy. Con... Kể đi săn nhỏ bé đấy. Dọc cái suối này. Nó ý nói dọc cái suối này đấy. Là sẽ có những con này để bắt các con kia. Có cái con gì đó. Mẹ ơi, mẹ đi đâu đấy? Mẹ đi chơi gì? Có cả nó thêm đó. Hả? Ừ à. Không. Mẹ ơi. Đến chỗ yeah. Nhà sống của monkey hả? À, nhà sống của monkey hả? Monkey. Monkey. Em phải chú ý rồi nhá. Okay. Nước chảy dốc rách. Từ trên này xuống à? Ok. Đấy, từ trên xuống à? Đấy, nó chảy chung chưa? Có cả cây đổ à? Mấy cây đổ. Ok. Thu nấy đầy vắt. Vắt bám chân. Ok. Tài thật okay. Ở cái ẩm thấp đấy hai con vắt thật. Ok. Mẹ ơi. Quần mẹ cây. Cây đường này. Mấy trăm mét đi hết. Lên đến đường núi. Hả? 4 km. Núi này cao bao nhiêu mét này mình nhỉ? 100 km. 100 km hả? 128 km. 128 km. Phải không? Này còn lẻ 128 km nữa. Mẹ đến màu 129 km. Đi lùi tin đi kìa, nó mỏi. Tin phát minh nhờ cái gì. Cái dép cho con đi hả? Con dép cho con đi. Con đi bộ như anh tin hả? Đúng rồi, cho đi bộ tí, mát mẻ. Đây, dép con đây. Lúc đang vừa phải. Mẹ thấy mát mà. Không khí dễ chịu. Đi tàu nữa. Đứng yên đây thôi, đừng đi xuống đây. Mất tí. Sức. Nhìn cái cây thẳng chưa? Không thẳng. Thẳng nhỉ? Thẳng hết không à? Cao không thẳng ấy, dây điện lắm này. Mẹ vừa nhìn có tính không? Không sợ dây điện, dây cái cành cây dưới đổ đứt dây sao nhỉ? Cô ở dưới kia thôi. Mà người ta cứ để yên đấy. Cô còn nhìn thấy có tính quang không? Không. Cô nhìn có tính quang à? Cây quả. Cây này có quả đây. Xe. Ơi. Sắp. Bỏ con đi, bỏ con đi. Ờ. Mẹ bỏ ba lô đây nó nặng. Nóng lưng. Hai cái ba lô này cũng chả đoạn thua mấy cân. Thỏa mẹ nặng.
Ta đi rồi đứng lại đây thôi. Qua tổ ong đấy. Ong đâu? Vừa qua ong to lắm. Nó cầm mật nó bay về tổ đấy. Ừ. Từ chỗ hoa nó cầm mật nó bay về tổ đấy. Đấy không phải mật. Nhụy về là mật. Đấy, tiếng của ong nhé. Nghe tiếng của ong chưa? Ừ. Vừa nó đậu ở đâu đó? Trong cái bụi cây khoảng này này. Ừ. Có cái con nào đó? To lắm. To hơn cả mấy cái con ngày xưa mình gặp. Ừ. Con nhất luôn. Ừ. Để có ong thì phải. Hay con gì? Không có con gì à? Tìm còn đi con tìm khám phá tìm đi được ngoài đường này. Nó sợ làm gì có. Chứ sao đi sát gì đường. Sát bên nào? Đi sát vào cái gì có này trong con gì vật luôn. Nó chú ở đâu đó trong cái cổ bay cỏ này á. Ừ. Đây suối nước chảy qua đây, đây có cái cầu. Thấy chưa? Đưa bắt cho. Yên đi, yên trật tự. Thế đưa vô đã. Nó lại mất rồi, mất hút. Đâu rồi? Đâu? Lông, đưa lông đây. Đưa lông đấy, nhanh lên, mở nắp ra. Từ từ, rồi. Con này bị ốm à? Ốm đâu? Không bay. Nhưng nó ghi xì rên cái gì gì mà. Mẹ ơi, con này bị làm sao đấy? Còn gì nó bám theo con kìa, mũi to bám theo chân kìa, đi nhanh, đi. Đấy, bay trước mặt luôn. Cầm gì? Cầm làm sao? Ơi. Nó bắt sợi đấy, bắt hai con đang cõng nhau đấy. Đâu? Đâu? Bốn cánh này. Ê, sao nào? Bốn cánh. Đó. Còn gì vừa hai một con thôi, bốn cánh này. Nó cõng nhau đâu? Có khỉ kìa. Sa đự kìa. Bướm kìa, nó ghi bướm này. Bướm gì đây mày? Đây, con bướm vừa bắt đấy. Bốn cánh đúng rồi. Đấy, bướm vừa bắt đấy. Ơi, thả người ta. Thả ra. Đi nào đây con. Mà. Người ta bảo vệ, người ta không cho bắt. Người ta không cho bắt. Vòng vòng tay cổ thôi con. Vòng tay. Bảo vòng tay vào đây đã. Bảo tay ra. Người ta không cho bắt con này. Rồi bay đi. Đấy bay rồi. Người ta không cho bắt á. Ừ. Tại sao? Ở đây người ta không cho bắt con này. Người ta muốn người chắc là ít quá. Nó gần như tuyệt chủng rồi.
nên kiểu như cái tuyệt chủng này nó ít quá, người ta phải giữ cho nó để nó còn sinh sản ra nhiều con khác. Nên chưa ạ. Thế vườn đấy là nó đang đẻ một con đó. Không phải nó đẻ. Sao lại bốn cánh được? Có con đấy nó có bốn cánh, người ta vẽ trên bản đồ ấy. Con này nó có bốn cánh. Ít quá người ta cho thêm á. Anh tin có lên kìa. Trông anh này. Gì đấy? Cái gì? Gốc cây á? Ba cây nối với nhau. À. Ông bà nó đốt đi. Thế bắt được con gì? Ăn tí xem con gì nó cần đấy. Chỉ có con bướm thường dầu. Nó chỉ có con dầu. Dầu thì mới bắt thôi á. Ừ. Mẹ đây mà, mẹ ơi mà. Ờ. À. À đấy hả? Không nhìn thấy. Trời ơi, rừng tối quá. Mẹ tháo bím cho con nhá. Ừ. Cả, em biết thế mình đi xuống đi. Tháo bím nó đi cho thoải mái thôi. Mùi đói quá rồi, ăn gì đã. Như sâu đo ấy. Nó cứ đi như nào? Nó cứ đi giống như kiểu con sâu đo ấy. Đi như nào? Như này hả? Phải không? Phải không? Không phải đi đâu, đi đâu? Đâu đi đâu, đi đâu, chưa đi bao giờ. Đợt lời lẽ không đi lên đỉnh đâu. Lúc trước mình đi dưới cái dãy núi kìa. Chứ bản đồ ở đây. Bố cho mẹ mẹ lịch sử. Mẹ kiểm tra xem mà có cái con gì nó cắn lắm. Mà có con đấy. Có con đấy. Sâu đo ấy. Nó sâu đo ở đây này. Đo như này. Gì đây? Con gì? Con gì tên nó sâu đo? Con đấy nó hút máu. Hút máu á? Hút máu bắt luôn. Ok chưa? Nó hút máu bắt mình luôn. Bắt luôn. Xem em có cái gì đây không nhớ đấy. Không có gì đốt sao ấy? Sao có cái gì đỏ đấy? Chắc là mình cãi. Không. Nó giống như nước tiêm. Mấy cái khăn cồn mà lo. Nóng thế. Nhưng mà đây có một con đấy thật. Có cái quạt quạt. Con là thật.
Tin treo cho đến đây. Tin đừng đội mũ nó nóng. Cầm đấy hoặc cầm này. Đây con cầm này. Mẹ cho con này, mẹ cả cạnh được. Cô đèn. Quả nó hơn chứ được. Giờ này con gió. Nó đi sâu đo ghê thật. Nay con gió nữa. Sao nó đi ở trên này nhỉ? Sâu đo đâu? Sâu đo đâu? Sâu đo đâu? Nó đi rồi. Đi đâu? Nó đi đâu mất rồi. Bố búng nó bay mất. Nó đi đây búng. Búng hả? Ừ. Nó đang bỏ đây một cọng búng bay. Bay rừng bay ở cái chỗ người đang đi rồi. Nó xong mình bắn thì nó lăn xuống. Vập những và đá đau sức mẹ. Không chết được. Nó không chết được. Sao mà nó không chết được? Nó giỏi. Biêu phát. Chúng ở đâu? Chúng ở dây nữa. Nhiều cây nhỉ? Ừ, nhiều cây. Cái điện thoại cầm cũng nóng cơ. Cô ơi, cô canh anh đi đó. À đây. Này chị à. Cô hút nấu thì nó làm sao? Cô hút nấu thì nó làm sao? Không, có nó làm sao. Còn nó mất rồi, bay mất rồi. Đi tiếp rồi. Cái này là dốc này dốc cao nhất. Đấy là cái dốc này. Đi cái dốc lắm nhìn lại dốc này. Này dốc cao nhất thôi, còn đoạn này bình thường. Bình thường ạ. Đi ra rồi. Ê nhờ. Vào đi trước đi con. Mũi nó cứ đậu người nhưng mà nó có cái này nó không đốt đấy. Giờ đi tàu thì mình đi qua chỗ ga ở trên đỉnh ngày xưa. Bố phát hiện một con mũi nó bay các chỗ thấy có đậu thì sao nó đậu đúng ở chỗ giữa hai ngón tay này. Ừ. Không xịt hết là nó cũng ấy là tìm chỗ được đấy. Này đi theo này. Trong mồm mẹ ơi. Trong mồm. Đau mồm hả? Đi chết hết đâu, đi mẹ. Nhanh. Đau mồm. À đau mồm, đưa mồm lên mẹ xử lý. Lên mẹ xử lý. Rồi. Nên mẹ bấm lại cho cái ấy gần bên Mai Tuấn rồi. Nữa quay đau mồm. Đừng đi quay lại con, nghe đi trước đứng trên trước cái đợi bố, đừng vừa đi quay lại thì mấy anh núi nó mệt. Ngày xưa đi này từ hồi còn được đất. Quạt này mới là xịn này. Thế không? Đi. Con đi đằng trước. Con đi đằng trước à? Ờ. Quá. Con đi à?
Mẹ xem đứng ra chỗ đồng rộng ấy, tiến lên trên, ok rồi. Nó lên đây một đường nào khác không? Đèn xe rồi. Đi đây đứng ở đây cho ô tô nó đi qua đó. Đi ở đây. Cứ đưa mà kịp đã. Thấy chưa? Ham vừng. Cứ đứng lại yên, đứng yên. Chết máy rồi này. Cặp với người kia đứng là gì dốc. Cặp với người kia qua đường kìa, cái người kia em tránh nhanh ta từ trước. Đứng đúng đoạn đừng đi yên dốc rồi nó phải dừng lại. Quay đầu chứ. Đi đi. Đi đi. Mình có rẽ không? Đi theo nó thì này. Này ơi. Xe đường này nguy hiểm. Em mau lên xây dựng cái gì ấy nhỉ? Một đồng công một mén. Trên núi mà. Kể cả cái đá xi măng này nó cũng phải làm dễ lên chứ. Lâu phết rồi. Ngoài ăn uống mới chạy. Lên dốc, xe kia đến kia nó dừng lại rồi. Không đi nữa. Em còn cần chưa thế này, em còn cần chưa thế này. Ê, à, đây. Đây, cần được ai quạt được. Đây. Phải quạt nữa này, đâu xuôi nữa này, mất chứ. Đây.
Sao sao sao? Tìm nha. Tìm sao? Tìm tìm. Em câu rốn rồi này. Ôi ôi không câu rốn nhau. Đi đi. Nó là vì nó mình đi đường nó ở ngoài mà à, nó ở trong bên trong mà mình đi ngoài đường thì có cái kia mà cái bảng kia bảng thì chỉ là cái bảng thôi là cái bảng kia mà một cây này sẽ rơi một cái lông chim đây là nhìn kỹ lông chim ở đâu mình nhặt lên mình xem lông nó đẹp lắm người ta hướng dẫn lông nó đẹp đẹp. Người ta cứ báo cái gì hoái chấm ấy. Bố ơi, rắc quay. Đi đi đi. Bố đẩy xe. Bố ơi, rắc quay. Rắc con hả? Bố thì. Để con đẩy đi. Đẩy. Đặt quan mới đẩy đây. À. Bố à. Đẩy đi. Đi đi bà thôi. Ừ, sao đấy? Mày hả? Không. Mua xì. Mua xì đi thôi. Mẹ chưa? Mẹ đi. Tóc còn đâu? Lưng cõng, mẹ bỏ chân rồi. Người ghế à? À, sao mẹ cõng không sao? Cắp. Bố ghế chưa?
微小。Con người đến người ta báo cảnh sát thì biết rồi. Bông vỏ. Lớn lên bông vỏ này. Giống như mình hàng ngày ghét nhiều ghét đi tắm ghét bông nữa. Giống như thế. Giống như hàng ngày nếu mà mình ra quá mình sẽ bông cái da ra. Ừ. Thế. Ừ, mình lớn được không? Bông ra tóc tay hàng ngày nó dài ra đúng không? Tóc nó dài ra đúng không? Ừ. Cắt đi đúng không? Không cắt đi tóc lại dài như tóc mẹ. Thật đấy, như tóc em, tóc ừ. Mẹ. Nó nói không cắt nó sẽ dài như thế. Lúc lúc dài như thế mình có cắt được không? Cắt được. Nên cắt từng tí một chứ chứ. Ừ, phát được luôn. Trên kia lên em đi, hay có gì đâu. Mệt quá. Hôm nay phải chặt củi. Củi em đi. Để tập ô tô. Cho mình đi nhanh cũng được. Rồi. Đúng ra là gốc của nó ngày xưa là chỗ này đất từ thấp người ta cào đất đi nó mới chơi gốc ra đấy con. Đất người ta cào đất này để người ta làm đường này thì nó chơi gốc mới ra. Thì cái đấy nó mới ra. Ừ, chơi gốc mới ra cái sức nó gốc cây nó không bị này. Tin lên ngó. Tin này. Tin ơi. Nghe ông nói à? Tin đây xem. Mẹ ơi, đây ngó, bên kia có cái gì? Không bảo bố. Bố giữ xe nhé, không trôi. Trôi thì khóa xe lại mẹ ơi. Có cái gì đâu, vướng. Mẹ ơi, bên kia đâu. Lên đi, sao là cái dưới đây. Đứng ở trên đấy. Rốc. Không phải, đứng hẳn ở trên nó có dốc đâu. Rốc. Bố có lên thử mà xem. Nhìn rõ đi. Đâu. Rốc đấy. Dốc cái gì? Dốc. Có lên. Con này không đi được đâu. Ôi, trên này mát quá. Mẹ lên đây mát này mẹ. Mẹ nghe khuất gió rồi. Đi làm gì? Không đi.
chỗ có mấy cái đường mà có mấy cái nhà mà. Đi cáp treo lên đến đấy rồi mới đến cái đường có nhà. Con nó không đi cáp treo, bây giờ leo còn chưa đến cái chỗ cáp treo. Thấy đâu ra nhà. Thế á? Mình đi xuống nhá. Rồi đi xuống về. Xa. Xa quá. Xa. Xa thật. Ừ, tôi đi. Con ngồi ghế không? Ngồi ghế nhá. Ngồi xe đẩy nhá. Thế đi thôi. Con nằm. Con nằm á? Ừ, con nằm bên đây. Bố chạy con đi. Ừ, nào để bố bỏ này lên á, mới nằm được. Đeo cặp. Đeo cặp đeo ba lô lên mới được. Được chứ. Trèo lên. Đau quá. À, chạm tay vào đấy à con. Không sao. Được rồi. Ok. Chạy lên. Ừ. Dày. Ừ, chạy cái đấy hả? Rồi, các con ngồi đi. Mát không? Ừ. Mát hả? Đi chơi. Con cầm quạt nhé. Bơi bơi. Let's go. Let's go. Awesome. Trong bố đi này. Đây là hổ đi nhá. Đi một mạch lên đỉnh luôn. Đi một mạch lên luôn. Nào. Đang lên, đang lên, đùa đang lặn. Mẹ tin nói rồi. Tin đẩy luôn mong mẹ. Đẩy luôn mẹ. Tàu siêu tốc. Tàu chạy bằng cơm. Baby gì đã? Cái chắn đường. Chắn đường. Ừ. Cái gì đó? Nó thì phù nghẹp. Đi xếp đi hơ. Đẹp phù. Chi thơ. Dạ. Thế thì phải cố lên.
Đi cắt keo từ bê lên đỉnh rồi. Cái này mà. Rồi. Đâm hô đỏ chói đâu bố. Đỏ con để rồi nha. Chơi chứ có ngồi nghỉ. Chơi từ từ đến chỗ kia ngồi mát. Đang gió này. Bố ơi. Hả? Qua cái ghế nào không? Ngồi đất thôi, ngồi tay xuống. Ghế xuống kia ngồi kìa. Ngồi thành đường kia rồi. Đây để xuống đi, cáp đi xuống đi. Thôi đi xuống. Để khó rồi. Con vẫn còn mang đến bọn mình.
と一緒にご乗車できません。ケーブルカーをご利用ください。Tàu leo núi. Má đang đi xuống. Kê bữa ca. Má đang làm sửa núi. Sửa núi? Sửa ở chỗ này. Đấy, má đang làm này. Mở rộng diện tích. Trên kia nhà hàng. Núi mát nhỉ? Ơi. Cô đứng đây cho mát đã.